mặt bằng đoàn đã trong thời gian qua đã giúp đỡ bọn em, giúp đỡ Comit và giúp đỡ chương trình được thành công rực rỡ. Và lời đầu tiên thay mặt cho người chính Comit thì em xin gửi lời cảm ơn. Sau đó em xin tự hứa là sẽ học tập thật tốt để đảm bảo được kết quả học tập của mình. Thứ hai, em sẽ trong thời gian tới em sẽ cố gắng tạo điều kiện để tham gia các chương trình tình nguyện, các chương trình hoạt động của đoàn trường cũng như của trường giao cho mình. Và cuối cùng em xin hứa là 19 các bạn thí sinh ở đây khi đã gặp nhau thì sẽ luôn ở bên nhau, luôn gắn bó, luôn đoàn kết và xây dựng một tập thể vững mạnh, luôn gắn bó và giúp đỡ cho nhau trong suốt quãng đời còn lại. Và để ủng hộ cho các trẻ em nghèo và ủng hộ cho các hoạt động xã hội của đoàn thanh niên thì em xin trích từ phần thưởng của mình là 1.500.000 đồng để ủng hộ cho các bạn các bạn trẻ em nghèo và các hoạt động từ thiện của đoàn ạ. Em xin hết ạ. Đây, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Hữu Mạnh, trưởng ban tổ chức đoàn.